Thưa quý vị, vào chiều tối nay ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hà Nội. Với những tình cảm thân thương nhất, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các bác sĩ, nhân viên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, các phụ huynh và đặc biệt là toàn thể các bệnh nhi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui vẻ, luôn yêu đời, hướng tới tương lai, kiên trì điều trị để sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình, lớp học của mình. Với hệ thống phòng xét nghiệm hàng đầu và đội ngũ chuyên gia, cán bộ, nhân viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã trở thành cơ sở điều trị bệnh máu và cơ quan tạo máu lớn nhất của cả nước, mang lại niềm tin, hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là 320 cháu thiếu niên nhi đồng đang được điều trị tại đây. Thủ tướng mong muốn và chúc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp tục nỗ lực vì sức khỏe dòng máu Việt, dành sự quan tâm, chăm sóc tốt, tận tâm, tận lực cho các bệnh nhân điều trị, đặc biệt là những cháu thiếu niên nhi đồng, luôn chăm sóc các cháu như con cháu của chính mình để các cháu khỏe mạnh về thể chất và trong sáng về tinh thần. Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan và bệnh viện nghiên cứu, tính toán mở rộng khu điều trị nội trú để các y bác sĩ và gia đình có điều kiện chăm sóc, điều trị các cháu tốt hơn, giúp các cháu chống chọi và vượt qua bệnh tật. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đặc biệt là đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Sáng nay ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Ba nội dung được đưa ra xem xét thảo luận tại phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023 là đề nghị xây dựng luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lắng nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao các bộ, công an, tư pháp, văn hóa thể thao và du lịch đã tích cực chuẩn bị trình các đề nghị xây dựng luật, báo cáo, nghiêm túc tiếp thu, giải trình cặn kẽ, có cơ sở. Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã tích cực thẩm định, thẩm tra để trình Chính phủ. Ý kiến trách nhiệm sâu sát với tinh thần xây dựng cao của các đồng chí thành viên Chính phủ và các đồng chí đại biểu. Nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế với việc giải phóng, huy động nguồn lực cho phát triển đất nước, Thủ tướng lưu ý một số yêu cầu, phản ứng chính sách, ban hành văn bản kịp thời, nâng cao chất lượng các quy định, phân cấp phân quyền nhiều hơn nữa, cá thể hóa trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tiếp xúc trực tiếp, chống tiêu cực, tham nhũng, cài cắm lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm cục bộ. Cùng với bố trí đủ biên chế với cán bộ đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm và cả đam mê, xem xét tuyển mới các nhân sự xuất sắc cho đơn vị phụ trách công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần tích cực tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham khảo có chọn lọc phù hợp với đặc điểm điều kiện của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ đồng bộ hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, chú ý lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của các đối tượng tác động, các nhà khoa học, các nhà quản lý có kinh nghiệm, các nhà hoạt động thực tiễn. Thưa quý vị, sau 5 ngày làm việc diễn ra trong 3 đợt, chiều nay ngày 28 tháng 9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 26. Tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6, cho ý kiến vào nhiều báo cáo quan trọng, trong đó có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023, báo cáo kết quả của đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án như luật thủ đô sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật căn cước công dân sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 10 tới, trước khi kỳ họp thứ 6 diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào báo cáo kinh tế xã hội, ngân sách, đề xuất tăng lương, công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh tại kỳ họp thứ 6, phương án tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phiên họp tháng 10 có nhiều nội dung quan trọng nên các cơ quan cần chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng vì đây là phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 đang đến gần. Thông tin chúng tôi vừa thực hiện. Tối nay, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với chủ đề Ánh dương trong màn đêm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại buổi lễ, cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, văn kiện đại hội lần thứ 12 của Đảng đã xác định chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. Bảo đảm người dân được sống ấm no, hạnh phúc, tự do trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy nổ, sự cố, tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn có thể diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các cấp, các ngành phải tăng cường chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và rất khoa học đối với công tác này, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phải hết sức coi trọng công tác phòng cháy, phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. Từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, nhất là về con người. Bảo vệ tính mạng của người dân chính là bảo vệ an ninh con người, là mục tiêu cao nhất của bảo vệ an ninh trật tự, phát triển đất nước. Bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cho từng cơ sở, từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn và thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kỹ lưỡng, thường xuyên, kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, nhất là kỹ năng ứng phó với hỏa hoạn cho nhân dân, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, cứu nạn cứu hộ. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tổ chức tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục rà soát các quy định về pháp luật xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời, hợp lý, khả thi các tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, xem nhẹ. Từng người dân, từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tích cực hưởng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy để bảo vệ sự an toàn của chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội. Tại buổi lễ, nhiều điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Sáng nay tại Bắc Ninh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 18, khóa 9. Nhiều nội dung quan trọng được triển khai, trong đó Đoàn Chủ tịch đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, qua 20 năm tổ chức, ngày hội đại đoàn kết tổ chức ngày càng sâu rộng, hầu hết khu dân cư trở thành nét đẹp truyền thống, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, mang tình đoàn kết, thân ái, nghĩa đồng bào. Các đại biểu dự hội nghị đã có những đóng góp về việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết được tổ chức đã tạo sức mạnh chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng. Đây là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư và chỉ đạo Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương ban hành nghị quyết mới thay nghị quyết 04 cần có sự kế thừa, tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ trao tặng huân chương lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những cá nhân tập thể đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác thuộc các cơ quan của Quốc hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu tại buổi lễ. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong, huân chương lao động hạng nhì cho Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 17 cá nhân thuộc các cơ quan của Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các cá nhân tập thể được khen thưởng hôm nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước. Trước mắt, thực hiện tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng, góp phần bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong giai đoạn mới. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với cử tri huyện Thọ Xuân kết quả công tác của đoàn thời gian qua và nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đồng thời ghi nhận và lắng nghe những ý kiến kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, các vấn đề trong công tác giáo dục đào tạo đang gây bức xúc trong dư luận, nhất là về sách giáo khoa. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gửi đến các cơ quan có trách nhiệm để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền. Thưa quý vị, để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện số 898 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động chỉ đạo khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt, cô lập do ngập lụt sâu. Các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét không để xảy ra chết người. Kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình sung yếu. Kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút, sẵn sàng lực lượng để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dự báo cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng và địa phương theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó hiệu quả với mưa lũ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời huy động nhân lực, máy móc để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Bộ trưởng các bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế theo chức năng quản lý nhà nước được giao, phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy điện sung yếu, vệ sinh môi trường, khẩn trương khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân ngay sau mưa lũ, không để xảy ra dịch bệnh. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, nhà cửa của nhân dân, đặc biệt là tại huyện Phú Yên. Mưa lớn kéo dài đến sáng nay ngày 28 tháng 9 tại Bản Đung, xã Mường La, huyện Phú Yên đã xảy ra một vụ sạt lở ta luy dương khiến 3 người mất tích. Mưa lớn cũng làm hư hại nhà cửa của 6 hộ dân trên địa bàn huyện Phú Yên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Yên đã huy động hơn 100 người tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, đồng thời yêu cầu các trường học nằm trong vùng không an toàn tạm thời nghỉ học để bảo đảm an toàn, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương rà soát và di chuyển khẩn cấp các hộ dân ở các vị trí không an toàn.
Những ngày qua, tỉnh Thanh Hóa có mưa to kéo dài, nước sông suối dâng cao làm nhiều ngầm tràn trên các tuyến giao thông bị ngập sâu. Một số địa bàn bị chia cắt, cô lập, ảnh hưởng đến giao thương, đi lại và đời sống của người dân. Tràn Cửa Dụ nằm trên tỉnh lộ 519B thuộc xã Luận Thành. Do mưa to, tại tràn này nước đã ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Hiện tại, tuyến đường tỉnh từ Luận Thành đi các xã phía nam của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang bị chia cắt. Đối với các địa phương, cử các lực lượng, đội xung kích, dựng barrier và hướng dẫn cho các hộ dân không đi qua các cái tràn khi đã không đảm bảo an toàn. Tại huyện Như Xuân, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở và ngập nước. Trong ngày 27 tháng 9, lũ đã cuốn trôi hơn 1.100 con lợn của trang trại chăn nuôi tập trung thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển chăn nuôi Như Xuân. Cứu vớt được lợn của trang trại đã giao nộp lại cho trang trại 60 con. Hiện nay, Ủy ban xã đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, đồng thời xử lý các cái tuyến khe suối mà lợn chết để xử lý tránh ô nhiễm môi trường. Ngày 27-28 thì trên địa bàn huyện có trên 20 cái tràn giao thông bị ngập, gây chia cắt cục bộ một các trên địa bàn các xã, đặc biệt là trên tuyến đường tỉnh 520B và trên tuyến đường tỉnh 520C. Trong đấy thì có một thôn thì bị cô lập hoàn toàn. Dự báo tại Thanh Hóa vẫn còn mưa to trong những ngày tới. Các địa phương đang bố trí lực lượng, lập chốt ứng trực tại các tràn bị ngập, di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập và sạt lở, đẩy nhanh thu hoạch lúa chín và có phương án tiêu úng kịp thời. Vừa qua, các đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, thành phố Đà Nẵng đã nêu ra những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây. Cử tri thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự lo lắng khi gần đây tình hình tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là loại tội phạm công nghệ cao hoạt động mạnh và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng thông tin giả mạo, tin sai sự thật để lừa đảo. Nghiêm trọng hơn, có những bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu chế độ. Trả lời nội dung cử tri quan tâm, đại biểu Trần Đình Trung chia sẻ, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cần sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đồng thời khẳng định, thời gian qua, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để hạn chế hoạt động của loại tội phạm nguy hiểm này. Mặt khác, về phía người dân cũng cần chủ động trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết trong quá trình tương tác trên không gian mạng. Các đơn vị quản lý qua cái công tác sinh hoạt ở nơi cơ sở cũng có cái sự tuyên truyền phổ biến cho nhân dân, cho con em mình và bản thân mình cũng nên sáng suốt lựa chọn đọc những cái thông tin mà chính thống, tránh việc xem những cái thông tin không chính thống ở trên các trang mạng dẫn đến khó đưa các cái thông tin hoặc bình luận dẫn đến cái vi phạm pháp luật. Tại các buổi tiếp xúc, các ý kiến liên quan đến việc liên tục thay đổi sách giáo khoa, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thấp, việc làm cho sinh viên sau khi ra trường được nhiều cử tri đề cập. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận, tiếp thu và sẽ chuyển nội dung kiến nghị đề xuất của cử tri đến các cơ quan liên quan tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. Thưa quý vị, tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống các cơ quan thường vụ tại nước ngoài tháng 9 năm 2023 với chủ đề xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm quế, hồi và cây dược liệu do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Các đại biểu đã trao đổi cập nhật thông tin về tình hình diễn biến các quy định về chính sách, yêu cầu mới đối với nhập khẩu, đánh giá thị hiếu tiêu dùng của thị trường nhập khẩu đối với các sản phẩm hồi, quế và cây dược liệu, thảo luận đánh giá cơ hội, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, yêu cầu xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm quế, hồi và cây dược liệu. Hiện Việt Nam có khoảng trên 5.100 loại cây dược liệu. Với nguồn dược liệu này, Việt Nam có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển dược liệu trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Riêng đối với cây quế, diện tích tích quế ở Việt Nam đạt khoảng 150.000 ha, chiếm 17% diện tích quế toàn cầu. Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế đứng thứ ba thế giới về sản lượng sau Indonesia và Trung Quốc. Theo đề nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới WCO và trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với WCO đăng cai tổ chức hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất của WCO với chủ đề của năm 2023 là đón đầu kỷ nguyên số, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới và nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp.
Đây là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện toàn cầu của WCO có quy mô lớn với sự tham dự của lãnh đạo WCO và lãnh đạo Tổng cục Hải quan các nước, cũng như các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ. Với vai trò là thành viên tích cực tại tổ chức đa phương, việc Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện sẽ khẳng định sự tiên phong và trách nhiệm của Hải quan Việt Nam trong khuôn khổ WCO. Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam sẽ tham gia với tư cách khách mời tại phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị dưới hình thức tọa đàm với chủ đề Chiến lược phía sau công nghệ, ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức toàn cầu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.